SEA Games vẫn là đề tài vô cùng nóng hổi với các vận động viên, kể cả những người dự định sẽ không tham gia vào sự kiện này. Rất tiếc người mà chúng tôi muốn nói tới là Nguyễn Thị Ánh Viên. Tuần vừa rồi, Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài tại giải bơi vô địch quốc gia trong bể ngắn 25m, bể tiêu chuẩn ở các kỳ đại hội thể thao như SEA Games là 50m, quý vị chắc cũng biết. Ánh Viên đã giành tổng cộng 21 huy chương vàng, cá nhân và đồng đội. Tức là nhiều hơn tổng số huy chương vàng của tất cả các đoàn còn lại một khoảng cách là vài tấm huy chương cơ. Giành từng đó huy chương vàng xong thì Ánh Viên khẳng định lại một lần nữa rằng cô sẽ không dự SEA Games bởi vì tự nhận thấy là thành tích không được tốt nữa và muốn sống một cuộc sống bình thường. Wow! Ánh Viên, em vẫn có thể giành thêm 3 tấm huy chương vàng SEA Games nữa và sống cuộc sống hết sức bình thường cơ mà. Nói thật là chúng tôi đã theo dõi từng bước tiến thành bại của Ánh Viên trong suốt 12 năm qua và nếu có ai đó trong làng thể thao xứng đáng được sống tuổi trẻ theo cách mình muốn thì đó phải là Ánh Viên. Một huy chương vàng châu Á, 25 huy chương vàng SEA Games và trải qua rất nhiều gian nan vất vả. Không cần phải giải thích thêm rằng Ánh Viên vẫn có thể giành thêm 2 đến 3 huy chương vàng nữa nếu tham dự SEA Games lần này, bất chấp một thực tế là thành tích của cô không còn ở đỉnh cao và gần 2 năm qua tự tập một mình không hề có huấn luyện viên. Niềm sung sướng của những môn thể thao cá nhân như điền kinh hay bơi lội là đặt cho mình những mục tiêu mới về thành tích và rồi vượt qua, chứ không chỉ có việc chiến thắng và giành được huy chương vàng. Quý vị tin được không, suốt cả sự nghiệp của mình, Ánh Viên đã bị ám ảnh vì điều đó, vượt qua chính mình. Và cô không ít lần đã khóc kể cả khi đã giành chiến thắng và lập nên kỷ lục. Hàng ngày luôn dạy em là mình làm người phải có tham vọng và mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải là người số 1. Khi mà mình lãnh huy chương mà mình đứng ở vị trí số 2 thì em cảm thấy nó hụt hẫng. Thì thời điểm hiện tại bây giờ em muốn em vẫn cố gắng tập luyện để mà cho em với thầy em cùng làm. Dù có bất cứ lý do bên lề nào khác về chuyện bất đồng nọ kia, chúng tôi nghĩ rằng vừa rồi là phân tích cặn kẽ nhất về lý do tại sao Ánh Viên không mặn mà lắm với SEA Games nữa. Bởi vì giành thêm 2 đến 3 tấm huy chương vàng nữa với thành tích kém xa thời kỳ đỉnh cao trong một giải đấu đã có 25 huy chương vàng rồi. Cảm ơn Ánh Viên và chúng tôi nghĩ rằng với tính cách của em luôn luôn muốn vượt qua chính mình thì để sống cuộc sống bình thường chắc cũng không dễ hơn thành tích giành huy chương vàng SEA Games đâu ạ. Chúc cho Ánh Viên mọi điều may mắn. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.